Quý vị và các em thân mến, trong các bài trước, chúng ta đã bàn về cấu trúc của cụm động từ verb phrases trong cấu trúc chủ ngữ, động từ, tân ngữ SVO. Trong bài này, chúng ta bàn đến một thành tố khác trong cụm chủ vị. Thành tố này mang hai chức năng là chủ ngữ và tân ngữ, đó là noun, danh từ, và noun phrases, cụm danh từ. Dạng thức và cấu trúc của danh từ nouns hoặc cụm danh từ noun phrases không bị thay đổi khi làm chủ ngữ hay làm tân ngữ. Tuy nhiên, đại từ, từ được dùng để thay thế cho danh từ hoặc cụm danh từ làm chủ ngữ lại khác với đại từ làm tân ngữ. Các đại từ nhân xưng làm chủ ngữ, subject pronouns, gồm I, he, she, we, they, you. Các đại từ tân ngữ, object pronouns, gồm me, him, her, us, them, your. Xét về dạng thức, danh từ tiếng Anh chia làm 3 loại. Danh từ đếm được, countable nouns. Danh từ đếm được là loại danh từ có thể tách thành từng đơn vị. Ví dụ, teachers, pens. Và chúng ta có thể đếm được, a teacher, two pens. Ngược lại, danh từ không đếm được thì không tách thành từng đơn vị được. Ví dụ, water, sand, love. Và chúng ta không thể đếm được một nước, hai cát, mà phải đếm qua đơn vị đong đếm những thứ đó. Danh từ tập hợp là danh từ chỉ một nhóm vật hoặc người với tư cách là một đơn vị, tổ chức. Ví dụ, family, team. Khi danh từ tập hợp làm chủ ngữ, động từ đi với chúng có thể chia ở số ít hoặc số nhiều, nhưng thường được chia ở số nhiều. Xét trên phương diện nghĩa, danh từ có thể chia làm 4 nhóm là danh từ chung, common nouns, chỉ tên các sự việc, hiện tượng nói chung. Ví dụ, teacher, mountains. Danh từ riêng, proper nouns, chỉ tên gọi riêng của một sự vật hay hiện tượng cụ thể. Ví dụ như tên riêng của một công ty, tên của một quốc gia, tên của một người, một địa danh, thương hiệu. Danh từ chỉ vật hay sự vật cụ thể có thể cảm thấy, nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy. Concrete nouns, một cách vật chất. Ví dụ, chair, tree. Loại tiếp theo là danh từ trừu tượng, abstract nouns, chỉ các sự vật hiện tượng như ý nghĩa, cảm xúc, khái niệm. Quý vị và các em thân mến, khi sử dụng danh từ tiếng Anh, chúng ta cần chú ý một số điểm như sau. Thứ nhất, quan niệm cho rằng các danh từ chỉ sự vật, vật chất cụ thể, concrete nouns, thường là danh từ đếm được, và các danh từ trừu tượng, abstract nouns, thường là không đếm được là sai. Nhiều danh từ chỉ sự vật, vật chất cụ thể như water, salt, sugar lại là danh từ không đếm được. Và nhiều danh từ trừu tượng như idea, concept lại là danh từ đếm được. Thứ hai, cùng một danh từ nhưng với nghĩa hoặc khái niệm nghĩa khác nhau, có thể thuộc loại danh từ đếm được hoặc không đếm được. Dưới đây là một số ví dụ. He has a lot of chickens in the farm. Anh ta có rất nhiều gà trong trang trại. Trong ví dụ này, từ chicken có nghĩa là con gà và là danh từ đếm được. Ví dụ tiếp theo. I put some chicken in the sandwich. Tôi kẹp một ít thịt gà vào trong bánh sandwich. Trong ví dụ này, chicken là một chất liệu và nó trở thành danh từ không đếm được. Một ví dụ nữa, she has practiced singing this song many times. She doesn't have time to waste.
Từ time trong câu 1 có nghĩa là lần hoặc lượt và là danh từ đếm được. Từ time trong câu 2 nghĩa là thời gian và là danh từ không đếm được. Ngoài hai ví dụ kể trên, bảng dưới đây tổng kết một số danh từ thuộc nhóm này. Noise là danh từ đếm được, countable noun, khi nó có nghĩa là tiếng động, a specific noise. Ví dụ, did you hear a noise in the kitchen? Noise là danh từ không đếm được, uncountable noun, khi nó có nghĩa là sự ồn ào. Noise in general. Ví dụ, I can't work here. There is too much noise. Paper là danh từ đếm được khi nó có nghĩa là tờ báo. Newspaper. Ví dụ, I'm reading a paper. Paper là danh từ không đếm được khi nó có nghĩa là giấy, một vật chất, a material to write on. Ví dụ, can you give me some paper to write on? Room là danh từ đếm được khi nó có nghĩa là phòng, a defined area, room in a building. Ví dụ, you can stay with us, we have a spare room. Room là danh từ không đếm được khi nó có nghĩa là không gian, chỗ trống. Ví dụ, you can't sit here, there isn't room. Experience là danh từ đếm được khi nó có nghĩa là sự kiện đã qua hay sự trải nghiệm, những sự việc đã qua. Ví dụ, I had some interesting experiences in my trip to England. Experience lại là danh từ không đếm được khi nó có nghĩa là kinh nghiệm. Ví dụ, they offered me the job because I had a lot of experience. Hair là danh từ đếm được khi nó có nghĩa là sợi tóc. Ví dụ, there is a hair in my soup. Hair là danh từ không đếm được khi nó có nghĩa là mái tóc. Your hair is beautiful. Light là danh từ đếm được khi nó có nghĩa là đèn. Ví dụ, I thought you are in the room because there was a light on inside. Light là danh từ không đếm được khi nó có nghĩa là ánh sáng. Light comes from the sun. Glass là danh từ đếm được khi nó có nghĩa là cốc thủy tinh. Ví dụ, can you give me a glass of beer? Nhưng nó lại là danh từ không đếm được khi nó chỉ chất liệu thủy tinh. Glass is hard to cut. Thứ ba, một danh từ có thể đồng thời thuộc về nhiều nhóm trong các nhóm phân loại kể trên. Ví dụ, dog là danh từ chung chỉ sự vật vật chất cụ thể đếm được. Common concrete countable noun. Mr. Ken Johnson là danh từ riêng chỉ sự vật vật chất cụ thể. Concrete proper noun. Bây giờ, mời các em cùng làm bài tập. Mời các em nghe đoạn ngữ và xác định nhóm của các danh từ được gạch dưới nhé. Chú ý là một danh từ có thể đồng thời thuộc nhiều nhóm khác nhau. Chúng tôi đã cho các em một ví dụ trong bảng. In the United States, people greet each other with a handshake in a formal introduction. The handshake must be firm. If the handshake is weak, it is a sign of weakness or unfriendliness. Friends may place a hand on the other's arm or shoulder. Some people, usually women, greet a friend with a hug. Mời các em cùng chúng tôi chữa bài. United States là một danh từ riêng, proper noun, chỉ một quốc gia cụ thể, có thể đo đếm về vật chất, concrete noun, và là danh từ tập hợp, vì nó chỉ một quốc gia bao gồm nhiều cá nhân và thành phần vùng lãnh thổ. Introduction và sign là các danh từ chung, common noun, có ý nghĩa trừu tượng, abstract nouns, và là danh từ đếm được, countable nouns.
weakness và unfriendliness là các danh từ chung common nouns có ý nghĩa trừu tượng abstract nouns và là danh từ không đếm được uncountable nouns. Các từ còn lại gồm people, handshake, friends, hand, arm, shoulder, women và hug đều là danh từ chung common nouns, chỉ sự vật con người cụ thể, concrete nouns và là danh từ đếm được. Quý vị và các em thân mến, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn về danh từ số ít và danh từ số nhiều. Cách hình thành số nhiều của danh từ đơn là thêm s vào đuôi danh từ số ít. Ví dụ, door là danh từ số ít. Khi thành số nhiều, ta chuyển thành doors. Tuy nhiên, có một số trường hợp cần chú ý như sau. Thứ nhất, khi chuyển danh từ từ số ít, kết thúc bằng phụ âm sát như s, và một số danh từ kết thúc bằng chữ cái, o, thì ta thêm es để có danh từ số nhiều. Khi chuyển danh từ số ít kết thúc bằng chữ cái, y, thì ta chuyển y thành i và thêm es để có danh từ số nhiều. Thứ hai, một số danh từ kết thúc bằng s nhưng lại là danh từ không đếm được. Ví dụ, news, chaos, physics, economics, athletics, electronics, mathematics, politics, gymnastics. Một số danh từ khác kết thúc bằng s là danh từ đếm được và có dạng thức không thay đổi cả ở số ít và số nhiều. Ví dụ, means, series, species. Thứ ba, một số danh từ không kết thúc bằng s và không thay đổi dạng thức ở cả số ít và số nhiều. Ví dụ, deer, moose, sheep, bison, salmon, pike, trout, fish, swine. Một số danh từ thay đổi cách viết và cách đọc khi chuyển từ số ít sang số nhiều. Ví dụ, foot thành feet, child thành children, indexed thành indexes, mouse thành mice, woman thành women. Bây giờ, mời các em cùng làm một bài tập. Chọn phương án A hoặc B để hoàn thành câu. 1. My eyesight isn't very good. I need A. Glass. B. Glasses. 2. Is a group of animals or plants that have the same characteristics. A species. B. Species. 3. While we were out walking, we saw many different birds. A species. B. Species. 4. The bicycle is a transport. A. Means. B. A means. Câu 1. Đáp án là B. Glasses. Với nghĩa này, danh từ glasses luôn ở số nhiều. Câu 2. Đáp án là A. A species. Vì động từ đi với nó chỉ ở số ít, nên danh từ làm chủ ngữ cũng phải ở số ít. Câu 3. Đáp án là B. Species. Số nhiều. Vì danh từ đứng sau, many, luôn là danh từ đếm được số nhiều. Câu 4. Đáp án là B. A means. Câu này sử dụng động từ liên hệ theo mẫu, chủ ngữ, cộng động từ, cộng danh từ. Ngữ cảnh và cấu trúc cho thấy danh từ cần điền là số ít để hợp số với chủ ngữ và động từ.
Tuy nhiên, việc hình thành số nhiều của danh từ ghép phụ thuộc vào phương thức ghép từ. Chúng ta có nhiều cách ghép các từ riêng lẻ để tạo thành một danh từ ghép. Một là dạng số nhiều áp dụng cho toàn đơn vị, chứ không áp dụng cho từng thành tố, nghĩa là chúng ta chỉ thêm S một lần vào cuối từ ghép ấy. Đó là những từ ghép thuộc hai loại sau đây. Thứ nhất là dạng từ ghép danh từ cộng danh từ. Ví dụ, bed cộng với room thành danh từ ghép bedroom số ít và bedrooms số nhiều. Trường hợp này có ngoại lệ như woman teacher số ít khi chuyển sang số nhiều thành women teachers, tức là trường hợp cả hai thành tố tạo nên danh từ ghép đều phải chuyển sang số nhiều. Trường hợp thứ hai là động từ cộng trạng từ ghép thành một danh từ ghép. Ví dụ, break cộng down thành breakdown số ít và breakdowns số nhiều. Hai là dạng số nhiều áp dụng cho danh từ ghép trong từ ghép nếu phương thức ghép là danh từ cộng cụm giới từ noun and prepositional phrase. Ví dụ, mother là danh từ cộng với cụm giới từ in-law thành danh từ ghép mother-in-law số ít và mothers-in-law số nhiều. Ba là dạng số nhiều áp dụng cho danh từ có nguồn gốc từ động từ thêm er như từ runner. Ví dụ trong danh từ ghép bao gồm danh từ runner và sau nó là một trạng từ. Ví dụ, passerby gồm passer cộng by số ít và khi chuyển sang số nhiều ta có passers by. Bây giờ chúng ta xét một bình diện khác của danh từ, đó là dạng sở hữu của danh từ. Chúng ta đều biết danh từ có hai dạng sở hữu, dạng sở hữu với as và dạng sở hữu với of. Ví dụ, my friend's house, the dog's tail, the legs of the chairs, the windows of the bedroom. Chúng ta thấy dạng sở hữu cách as dùng cho người và súc vật, còn với đồ vật chúng ta dùng dạng of. Tuy nhiên, chúng cũng không hoàn toàn chỉ có thế. Để cho dễ nhớ, chúng ta hãy thống kê trường hợp nào dùng dạng sở hữu cách as và trường hợp nào ta dùng of. Chúng ta dùng sở hữu cách as đối với người, với động vật. Ví dụ, my mother's motorbike, the bird's nest. Chúng ta dùng of để diễn tả dạng sở hữu của đồ vật, sự vật. Ví dụ, the end of the film, chứ không phải là the film's end, the top of the mountain. Chúng ta dùng sở hữu cách ở dạng sở hữu đi với thời gian. Ví dụ, yesterday's news, dạng sở hữu đi với một khoảng thời gian. Ví dụ, 2 days seminar. Chúng ta dùng of khi người sở hữu không phải chỉ là một danh từ mà là một cụm từ hoặc một mệnh đề dài. Ví dụ, in the hall hung the coats of all the people attending the reception. Chúng ta dùng sở hữu cách as với những danh từ chỉ nhà hay cửa hàng. Ví dụ, we'll start our journey at once. Is there a shoemaker's in Hàng Bài Street? We ate at sunrise. Chú ý, 1. Với động vật, người ta cũng có thể dùng sở hữu với of. Ví dụ, the territory of the lion. 2. Dạng sở hữu đi với một khoảng thời gian có 3 cách dùng. A. A 3 weeks holiday. B. A holiday of 3 weeks. C.
3-week holiday. 3. Có những trường hợp người ta có thể dùng cả hai dạng tùy chọn. Đó là những trường hợp danh từ không chỉ trực tiếp người sở hữu, nhưng lại nói về hoạt động của con người hoặc về tổ chức của con người. Ví dụ những danh từ chỉ địa điểm, công ty hoặc báo chí. Ví dụ, England's castles, the castles of England, những lâu đài cổ ở Anh. The company's headquarter, the headquarter of the company, trụ sở chính của công ty. The magazine's political view, the political view of the magazine, quan điểm chính trị của tờ báo. Sau đây là một số câu minh họa cho cách dùng sở hữu của danh từ. 1. I'm calling to say that I arrive in 10 minutes' time. 2. My house is only about 15 minutes' drive from here. 3. I have a book with photos of some modern bridges. Trong ba câu trên, chúng ta gặp những hiện tượng sau đây. 1. Một chuyến đi bằng ô tô mất 15 phút, ta dùng sở hữu cách với khoảng thời gian. A 15 minutes drive. 2 là những bức ảnh của một số cây cầu hiện đại, ta dùng sở hữu với of, vì đây là sở hữu của đồ vật. Photos of some modern bridges. Để kết thúc bài học hôm nay, chúng ta xem xét mối quan hệ giữa động từ và danh từ. Một thực tế là khi đưa ra một từ đứng riêng lẻ, nhiều khi chúng ta không xác định được nó là danh từ hay động từ. Ví dụ, drink. Nhưng khi đứng trong câu thì chức năng của nó rất rõ ràng. I want some soft drink. He drinks beer. Trong câu thứ nhất, từ drink là một danh từ. Trong câu thứ hai, từ drink là một động từ. Tuy nhiên, vấn đề cũng lại không đơn giản như vậy. Có những từ với cả hai chức năng, danh từ và động từ, chúng đều có nghĩa như nhau. Ví dụ, the result of the match was 2-1. Kết quả của trận đấu là 2-1. His efforts resulted in success. Sự cố gắng của anh ta dẫn đến kết quả là anh ta đã thành công. Tuy nhiên, có những danh từ khi dùng như một động từ thì nó đổi nghĩa. Ví dụ, fire khi là danh từ có nghĩa là lửa, đám cháy. Ví dụ, he discovered the fire. Anh ta phát hiện ra đám cháy. Nhưng khi là động từ, to fire thì có nghĩa là bắn. Ví dụ khẩu lệnh, fire, order by the captain. Viên đại úy ra lệnh, bắn. Có một số danh từ khi chuyển sang động từ thì phải thêm đuôi. Ví dụ, length là danh từ có nghĩa là chiều dài. Khi chuyển sang động từ có nghĩa là kéo dài ra thì phải thêm đuôi en, lengthen. Ngược lại, một số động từ khi chuyển sang danh từ thì phải thêm đuôi. Ví dụ, động từ to dance là múa. Khi chuyển sang danh từ dancing phải thêm đuôi ing, có nghĩa là nghề múa. Động từ to invite có nghĩa là mời. Khi chuyển sang danh từ lời mời, invitation, thì phải thêm đuôi ation. Chúng ta sẽ bàn kỹ hơn về điểm này khi học xong phần tính từ và trạng từ, vì lúc đó chúng ta sẽ bàn đến phương thức chuyển đổi từ loại. Để kết thúc bài học, mời các em nghe một bài hát. Hãy chú ý xác định xem các danh từ được gạch dưới là danh từ đếm được hay danh từ không đếm được, danh từ chung hay danh từ riêng, danh từ cụ thể hay là danh từ trừu tượng, danh từ ghép hay danh từ đơn. Hãy xem chúng đóng vai trò tân ngữ, bổ ngữ hay chủ ngữ trong câu nhé. Bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em. Goodbye and see you again. I'm a very famous actor.
real life movie star. Tomorrow night is Oscar night. I'll go there in my car. Yes, I will. How nice. I'll stand there on the carpet. I'll give the press a wave. Hello. My bodyguard will be there. Yes, he will. And he will keep me safe. I'll sign a lot of autographs. Hello, thank you for coming. I'll shake hands with my fans. Yes, you are lovely, aren't you? They'll love me and adore me. Of course they will. I'm such a handsome man.